Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai cái con LG G8. Thì hai cái con này nó là bản version các bác nhé. Thì em cũng nói luôn, bản này không phải bản dự nhưng mà là em thay cái nắp lưng. Đây này. Thì hai cái nắp lưng cũ của hai con này thì nó hơi bị xước ở cái phần camera ấy, cho nên là em cũng thay luôn. Cái phần ngoài nó không xước với đâu nhưng mà phần camera ấy, nó xước cho nên nó không không được đẹp cho lắm thì em thay luôn. Thì sau đấy em sẽ thay cái cụm vân tay này sang bên này thôi. Thì trên máy ấy, đang là hai cái nắp lưng mới tinh các bác nhé, hai cái nắp lưng mới tinh luôn đấy. Thì tạm thời em sẽ bỏ qua hai cái nắp lưng này tại vì nó là mới tinh, nó không hề có vết xước nào cả, cho nên các bác yên tâm nhé. Em sẽ bỏ cái nắp lưng này qua một bên đây, bỏ qua đây đó. Thì hai con máy này nhé, hai con máy này sau khi em tháo cái nắp lưng ra rồi thì em đã mở máy ra rồi, em mở hết toàn bộ máy ra, em check cái linh kiện hết các thứ rồi. Thì tí nữa ấy, em sẽ mở một con ra để cho các bác yên tâm là hoàn toàn là linh kiện trong này nó đã đều là đồ zin hết các bác nhé. Đây các bác nhìn luôn này, pin ngay cục pin này nó là cục pin zin rồi nha các bác nhé, cho các bác yên tâm đấy. Thì hai con này là em tí nữa sẽ một con em sẽ tháo ra, còn bây giờ em sẽ test qua cái chức năng cho các bác xem. Thì không biết em lắp sim một con nào rồi. À đây, lắp sim con này thì em test luôn cái con này luôn. Hai con này nó y chang như nhau các bác nhé. Độ đẹp nó cũng gần như y chang như nhau luôn. Chứ các bác không cần phải lo lắng. Đây thì trước tiên là sim sóng này, wifi này, bình thường này. Tắt cái wifi đi này. Đấy. Thì có mạng bình thường nhé, để em gọi nghe gọi phát. Đây, tiệm cận này, bình thường này. Đó thì em sẽ đây, dù là version nhưng mà sóng vẫn khỏe bình thường nhé. Em không biết các bác thế nào nhưng mà hiện tại là em thấy nó cũng bình thường đấy, 4G bình thường nhé. Rồi thì đây em sẽ show cho các bác cái ngoại hình của hai con này. Đây đây, trước tiên là show luôn cái mặt trước đi, show cái mặt trước đi. Đây thì mặt trước con này gần như là em để em soi em có vết xước được, nó chỉ có một vài cái vết xước nhỏ nhỏ rất là bé thôi đấy, gần như là không có luôn đấy các bác. Đấy, hình như có một vết bé bé đấy, đấy 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 đấy, mấy cái vết này bé quá đó. Cho nên các bác yên tâm nhé, cái màn hình con này rất là đẹp luôn, không phải lo. Đây còn tiếp theo này, tiếp theo là cái cạnh dưới này. Đây, cạnh dưới các bác cũng yên tâm, hoàn toàn yên tâm này, cũng chẳng hề có vết xước nào luôn đó. Ok, còn đây là cái cạnh phải này, cạnh phải cũng thế các bác nhá, cũng không hề có vết xước nào luôn. Thực ra là quay dưới cái ánh điện này thì cảm thấy là có vẻ là hơi khó nhìn nhưng mà các bác yên tâm. Đây, quen đâu em sẽ nói đấy để các bác yên tâm. Đó, gần như không, đây có một cái sức bé xíu ở đây mà thực sự là các bác không thể thấy được luôn. Đấy, đấy, đấy. Đấy, rất là bé luôn. Rồi. Đây là cái cạnh trên cũng thế. Đấy, các bác nhìn này. Đó, rất là đẹp luôn, không hề có vết xước nào cả. Đó. Đây là cạnh cạnh trái đây. Hơi bẩn. Rồi, cạnh trái như thế đây các bác, không hề có vết xước nào luôn đấy. Đó, các bác yên tâm nhé. Về cái ngoại hình thì các bác không phải lo lắng gì cả. Đây em show tiếp cái con số 2 đây. Chả biết cái số email con này là gì. Em sẽ email luôn xem nào. À, 686 con này không được. Đây phải vào cái đặt. Đây, thì số mail của con này là 4 đuôi là 463 nhé các bác nhé. Đấy. Thì em sẽ sâu luôn cái con 463 luôn. Thì con 463 này cũng thế nhá, rất là đẹp luôn. À, con 463 này em nhìn thấy có một cái vết xước ở chỗ này. Đây, soi luôn cái vết xước này. Đấy, một vết xước chỗ này thôi. Đó. Còn lại thì cũng đẹp nét luôn. Đấy, không hề vết xước nào đâu, chỗ này thì bị bẩn rồi. Đó. Đây, cái này vết rất là bé luôn, xóa khó nhìn. Đó, rất đẹp luôn các bạn, màn hình rất là đẹp. Rồi, ok.
Em sẽ soi cái cạnh dưới này. Cạnh dưới cũng không hề có vết xước nào cả các bạn ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Đẹp nét luôn nha các bạn nhé. Còn đây là cái cạnh phải này, cũng thế. Rất là đẹp luôn. Không, gần như là không không nhìn thấy một cái vết xước nào luôn. Đó, góc cạnh rất là đẹp. À, cạnh trên cũng thế. Cạnh trên thế các bác nhá, rất là đẹp luôn. Còn đây là cái cạnh trái này, ta thấy này, cũng rất là đẹp luôn, không hề có vết xước nào cả luôn đấy. Đó, chỗ này có vết xước, không phải bị bẩn rồi, bẩn đấy các bác nhá, không phải xước đâu. Đấy, rất là đẹp nét luôn. Đấy, cho nên các bạn yên tâm nhé, cái con này nếu như về hai cái con này nếu như về ngoại hình nhé thì nó phải đẹp đến gần như mới luôn. Đấy, em nói thật gần như mới luôn. Thì về chức năng em cũng test qua rồi nhé, thì song sánh thì bác cũng tiết rồi, camera các thứ thì em cũng test luôn. Đây, camera trước các thứ thì bình thường hết các bạn nhé, và sau này thế thôi, test cũng nhanh thôi, không cần phải test nhiều. Thì bảo đảm cho các bác là hai con này nó như nhau và tất cả chức năng của nó đều bình thường hết, về kể cả về vân tay, về Face ID các thứ là bình thường hết nha các bác nhé. Đây, tại vì các bác cũng biết rồi đấy, cái con G8 ấy, trên nhà LG chỉ có mỗi con G8 thôi, con G8S nữa thì phải, là nó có vân tay 3D và nó ngon như kiểu là đây này, nó còn như kiểu là của iPhone X ấy, iPhone từ thời iPhone X trở lên ấy. Cho nên các bác cứ yên tâm nhé, không cần phải lo. Đây, em sẽ thử thử một cái vân cái Face ID cho các bác xem. Nó là 3D nhé, nó là ngon nhất của nhà LG luôn, cho nên các bác cứ yên tâm. Con này chính là cái con G8 này mới là cái con mà nhiều cái công nghệ nhất đi các bác. Đó, xong rồi đó. Đấy nha. Nào. Để xuống này, mở khóa khuôn mặt này, không cầm gì nhá. Đó, các theo. Đó, để xuống này. Đó. Rất là nhanh luôn. Đấy, cho bác yên tâm, con này nếu về về Face ID thì các bác khỏi chê. Ok, xem còn cái gì nữa nha. Rồi, nói chung là trong này thì các bác em cũng test qua cái phần bên trong nữa xem nào. Lệnh nó là tăng tăng 22 8378. Rồi, đó. Cái bản version thì các bác phải test bằng lệnh đấy các bác nhé. Đấy. Tiệm cận này, ánh sáng bình thường hết các nhé. Ok, chuông ok, rung này, rất mạnh luôn. Xoay ngang xoay dọc này, các mic này, mic dưới này, ok này, mic trên này, ok này. Đương nhiên sẽ con này em sẽ không dựng app đâu, nó sẽ không còn app đâu. Nhưng các bác mà tín đồ của app thì đừng 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 hy vọng là có app, tại vì đối với em thực sự là áp suất nó không hề có quan trọng nữa. Bác nào giờ này còn tin áp suất thì em cũng chịu, cảm ứng bình thường nhé, cảm ứng là bình thường. Ok, thì soi cái phần này nó không có cái phần để test, các bác test cái phần màn hình các bác đấy, nó hơi hơi bị điên ở chỗ đấy, cái test ở chỗ này thôi. Đấy. Ở nhà. Đấy, thì các bác cứ yên tâm nhé, hai con này không hề có ám ố, hề lưu ảnh gì cả các bác nhé, cứ yên tâm. Rồi, ok, em sẽ test qua cái con ở này, là bắt này, test qua con bên này nữa các bạn, để cho các bác yên tâm là màn hình các thứ là nó không hề có vấn đề gì. Test qua thôi. Ok, muốn là gì? À, đấy, giờ test cái này mới nhìn thấy là cái con này là cái chỗ cảm biến này, cái chỗ cảm biến này nhé, không phải là chỗ camera đâu nha, camera nó bên này.
còn chỗ này cảm biến thì nó bị một dấu vết xước. Đây là cái do mà cho nó gần vệ sinh cái camera này đấy, nó bị xước thôi, cũng rất mà bé thôi, nói chung là nó không ảnh hưởng, nhưng mà có thì em nói thôi, nó không có vấn đề gì cả các bác nhé. Đấy, và nó không phải là nằm trong phần camera này đấy, nó bị xước một chút ở đây đấy. Ok thì hơi lâu rồi phải nói luôn, tại vì cái đấy em quên thôi. Ôi xa. Đây chuông rung các mic bình thường hết các bác nhá. Thôi em cũng test qua rồi, em test cái màn hình đi, tại vì cái mình là cái các bác quan tâm. Đây đây này, hãy hoàn toàn không hề có vấn đề gì cả các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm thì cái này em test cả hai con rồi cho nên các bác yên tâm thôi. Bây giờ tại vì cái clip nó sẽ rất là dài cho nên thôi em sẽ chịu tháo một con ra, em tháo luôn cái con này nhé, hai con nó như nhau thôi nhưng mà em cứ vừa tháo ra cho các bác xem để cho các bác yên tâm, nó là đồ linh kiện các thứ nó còn đầy đủ và nó là hàng xịn. Cái clip nó sẽ hơi bị dài nên các bác hết sức thông cảm, các bác nào mà xem đến đây được thì xem, không xem thì cũng không sao. Bảo đảm cho các bác ấy là cái tất cả các chức năng của hai cái con này đều bình thường hết các bác nhé, không hề có cái lỗi lầm gì cả. Đấy, chẳng qua là tại vì bây giờ LG hàng dựng nó nhiều bạn, nếu như mà không tháo ra như thế này thì em sợ là các bác không tin đâu, tại vì em bán LG nhiều nhiều ông cứ bảo là zin này zin kia, nhưng mà thực ra là cứ về đến tay em ấy là zin không biết zin ở đâu nhưng mà toàn hàng dựng, dựng nhiều khi dựng phát ghê luôn đấy các bạn, sợ luôn. Đây các bác nhá, đây là cái mền này hoàn toàn là bình thường hết, chưa hề có đụng chạm đó, vẫn còn rất mới luôn. Ok đây thì các bác cũng biết rồi đấy, đây là cái xác của con à, quên cái bộ màn thì còn nguyên cái miếng miếng đồng tản nhiệt này, cái miếng trải dài này đấy, và còn rất là phẳng các bác nhé. Cái miếng nào ấy mà nó bị bóc ra mà nó làm lại nó rất là nhăn nheo, nó không được thẳng như này đâu. Đấy, còn đây đây là cái loa của cái con G8 nhé các bác nhé, cái loa trong ấy, cái loa thoại ấy, nó không phải ở trên này. Bình thường những con điện thoại khác ấy, thì cái loa nó ở trên này, nhưng mà cái con G8 ấy, thì nó ở đây. Dẫn đến là khi các bác nghe thoại ấy, các bác phải áp áp tai nó vào phần dưới này này thì nó mới nghe, nó mới rõ. Chứ còn các bác nghe ở đây nó sẽ bé hơn là nghe ở đây. Cho nhiều bác cứ bảo là ơi con này bị rỗi, không phải đâu. Con này nó không có loa thoại trên này. À, trên này nó có chỉ có phê đi và cam trước thôi. Còn cái loa thoại nó dưới này. Còn đương nhiên nó vẫn có cái loa ngoài ở đây. Có nghĩa là vẫn con G8 vẫn là có hai loa các bác nhé, cho các bác yên tâm. Đấy. Nên không sợ. Rồi ok, thì bảo đảm các đây cục pin này, cục pin là cục pin zin rất là đẹp các bác nhé, không phải lo. Đó. Rồi ok, thì bác nào mà cần con G8 như này thì liên lạc em ở góc màn hình nhé. Ok, chào các bác.